năm thứ cấm kỵ không nên đặt vào khi người đang yếu. Cơ thể có những hoạt động trao đổi chất vô cùng phức tạp, quá trình này đòi hỏi một sự thuận lợi từ yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Vì thế không phải lúc nào bạn cũng ăn uống thoải mái được đâu, đặc biệt khi người đang có bệnh. Không chừng có ngày mất mạng như chơi nếu bạn lỡ dại ăn những thứ sau khi cơ thể đang không khỏe đó. 1. cà phê là một loại thức uống lành tính và khá tốt cho trí lực, cà phê trở thành loại thức uống phổ biến của nhân loại qua mọi giai đoạn. Tuy nhiên, không hẳn lúc nào thức uống này cũng phát huy công dụng. Cà phê được cảnh báo là vô cùng nguy hiểm cho những bệnh nhân đang bị chứng đau bao tử và một số chứng bệnh khác. Khoa học chứng minh trong cà phê có chứa caffeine, một chất lợi tiểu Chúng sẽ khiến bạn bị mất nước Các chuyên gia cũng khuyên bạn không nên uống cà phê khi đang bị nhiễm virus hoặc nhiễm trùng Vì cơ thể tích trữ đủ nước mới giúp hệ thống miễn dịch của bạn làm việc hiệu quả Khi bạn bị nôn mửa hoặc tiêu chảy, chất cà phê in trong cà phê sẽ làm bạn mất nước nhiều hơn Thêm vào đó, cà phê in có thể kích thích các cơ trong đường tiêu hóa của bạn Làm cho bạn tiêu chảy dữ dội hơn Thèm thế nào cũng không được uống cà phê vào những lúc yếu người nha bạn nuôi xào, mì xào, bột chiên Không chỉ hai món này đâu bạn Chúng ta thậm chí phải kiêng luôn các món chiên xào nhiều dầu mỡ khác Nếu như cơ thể đang mệt hoặc đầy hơi, choáng váng Không chỉ chứa các chất béo gây hại Thức ăn nhiều dầu mỡ còn đòi hỏi nhiều thời gian để tiêu hóa Có thể gây buồn nôn và trào ngược axit dạ dày chúng gây co thắt trong đường ruột của bạn và làm tiêu chảy nặng nề hơn. Chính việc khó tiêu càng khiến cơ thể mất sức thì các cơ quan phải hoạt động mệt mỏi. Đây cũng là cơ hội phát sinh ra nhiều loại bệnh từ dạ dày của bạn. Món chiên xào nhiều dầu mỡ chưa bao giờ là tốt cả. 3. Nước cam. Nước cam chứa nhiều vitamin C tốt cho hệ miễn dịch, vì thế rất thích hợp cho người ốm yếu. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào nước cam cũng tốt như vậy đâu nhé. Khi bị đau họng hoặc ho khan mà uống nước cam thì tình trạng bệnh có thể thêm tồi tệ đấy. Vị chua của nước cam thường làm cho bạn khoan khoái, nhưng khi bạn bị ho hoặc lạnh, nó có thể làm tổn thương cổ họng của bạn vì nó có chứa axit citric chí kích thích niêm mạc họng đang bị viêm của bạn, khiến cổ họng bị tổn thương và mất nhiều thời gian để chữa lành. Nước cam tốt nhưng trừ một vài trường hợp ra nha bạn. 4. Sữa được dùng để tẩm bổ cho người bệnh nhưng tại sao trong một vài trường hợp các bác sĩ lại khuyên bạn không nên uống sữa lý do một phần nằm ở đặc tính hóa học của sữa cụ thể là bạn không nên uống sữa khi đang bị chảy nước mũi hoặc ho có đàm một số bằng chứng khoa học cho thấy Sữa có thể khiến cho đàm của người bệnh dày và nhầy hơn, khiến họ khó chịu khi thở và ho. Đặc biệt, sữa cũng rất nguy hiểm cho những người đang yếu đường tiêu hóa. Chúng sẽ khiến bạn tiêu chảy và mất nước dẫn đến kiệt sức trầm trọng. Hãy uống sữa lúc cơ thể đang khỏe mạnh là tốt nhất. 5. Nước có ga Ngày trước, nhiều người vẫn có thói quen uống nước ngọt có ga mỗi khi cơ thể đầy hơi, buồn nôn, khó chịu, Họ tin rằng nước có ga giúp ợ hơi lên khiến cơ thể thoải mái tức thì. Tuy nhiên, đó chỉ là một phản ứng hóa học độc hại mà thôi. Bạn có biết, nước có ga cũng chứa caffeine khiến cơ thể mất nước. Lượng đường hóa học trong nước có ga cũng làm ức chế hệ thống miễn dịch ở đường ruột. Chất tạo ngọt nhân tạo không dễ tiêu hóa có thể gây đầy bụng, chuột rút và thậm chí tiêu chảy. Chúng là nguyên nhân khiến căn bệnh đau bao tử và viêm đường ruột thêm phần trầm trọng, ảnh hưởng đến cả tính mạng.